Bây giờ mẹ là chung. À, Ôi đời, không, mày biết mẹ là mẹ rồi lại đúng đâu mà không? nhìn được, À, đúng không mẹ? CCTV. Chọn cái thằng con thơ mộng thì à. Không không À, có, đây có chữ giờ. S cuối cùng với cả chữ Sunday, không có chữ S cuối cùng. Từ từ. Để làm cứ mà cái Sunday Sunday, bỏ mẹ cái chữ S cuối ơi. cùng với cả dấu cách đi. Sunday cũng thế, bỏ chữ S cuối cùng dấu dấu cách đi. Gáy này, xin chạy gáy. Em đau đầu quá. Chơi được chưa? Bật mic trong Zoom lên Dũng ơi. Mic của Zoom cơ, mic của Zoom ấy. Zoom chứ không phải Discord. Recording in progress. Có gì? Recording stopped. Yeah, tao chỉ chắc phải cái của mày thôi mà. Nhưng mà sau của mày chạy của tao. Giờ thì xóa đi Dũng. Sao không nghe mày nói gì vậy? Tao có nói cái gì đâu. Tiền Ok. bạc. Chứng tỏ sủa không? Recording in progress. Người Lâu lâu ta thế nào tao đang mới làm. record lại đấy. Có khi nào lướt Ok qua đây nha. cái này phải lướt từng cái một, lướt từng cái một, từng cái một. 3, 4. Có tổng cộng 6 bảng đúng không? 7 8 7 chứ. bảng, 7 6 bảng ở trong đấy với cả một bảng là mình phải data, get data vào bằng Không, tao có cái 8 bảng. folder, 1 2 folder vào. 1 này, 2 này, Folder 3 này, vào. 4 này. À, editor nữa, quên. 8 bảng mà. 7 bảng. 7 7 Mày lấy 1 nhầm 2 gì, lấy 3 nhầm 4 ai 5 đi rồi. 6. Ok. Mày lấy nhầm Bây giờ đề cái nó gì đang mà cái lấy gì nhỉ? 8 rồi. Vào bỏ Không, chọn có gì nhầm cái chữ 8. cái Có nhầm này. hai cái Có đấy. cần làm cái đoạn này không? Chọn lấy cả hai nhưng phải ốp nó vào một file. Yêu cầu đấy là đâu Có cần đấy? làm cái đoạn này Hay không? không đọc? Có. Làm hết đi. Vào Từ đầu nuôi đi. file từng option cái đéo gì nhỉ, quên mẹ. Atalot, Atalot ở dưới kìa. Cái thứ hai kéo xuống dưới. Alo, bỏ cái Rồi. này. Ok. 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 Xong bây giờ nó bảo cái gì đó vậy? Kết nối. Customer. Đây. Chưa mà vào phút. Rồi, cái kệ đó là. Mấy cái này mình làm quá hết rồi. Phải lạc. Được chưa? Xong bây Rồi. giờ nó nói cái gì vậy? Đổi Cái tên mẹ. customer. Ba cái logo đều màu xanh mất đấy rồi. Tầm một. Rồi, data là đổi thành customer. Được chưa? Rồi. Cái customer ID là dạng U number. Đây, cái này là number rồi thì thôi, được chưa? 1 2 3 này. Rồi đến cái đéo gì nhỉ? Acronym. Custom Acnum. Đây. Đang là số chuyển sang lẫn chữ. Đâu nhỉ? Tách đâu nhỉ? Đây. Còn test luôn. Sang ABC được chưa? Ok. Postal code cái Password code. địa chỉ đây. Tách. Tao đang đá cái thoát đi rất lại à, tao đá mẹ ra giờ đi. Tao làm cái gì? Rồi, xong hai cái. Xong đến full name, full name và last name. Đâu, first name, last name, đem vào. À nếu cần. Chọn chân form này, à đã có luôn này. Chọn custom có luôn này. Lạc Đó. quá luôn. Giờ mày đặt tên được chưa? Ok. Full name bằng cái gì? Bằng thằng first name cộng số và này, phải cái trong này mày cần cái gì? Xong mày và phát nữa, mày cho cái lát lên vào. Ok. Tuyệt vời chưa? Ôi mẹ Rồi. kinh vãi chưởng luôn. Ok. Rồi giờ nó bắt cái gì? Tạo một cột mới tên first year. Lấy dữ liệu làm thì quay lại đây
vớt kia đâu, vớt vớt đấy đấy cái ia thì mình mày đắp đắp mày nhân đôi cái bảng này lên. Ok còn mấy làm đâu vậy, thế đâu nhỉ, đặt cái này đặt tên là ia được chưa, chuột phải form chọn ia, chọn ia hoặc là năm hết phim. Đang nãy thằng Hà dạy tao khác đủ mà. Thì mày làm ở đấy nó nhanh thôi. Mày muốn tớt lẹo thì mày làm ở đấy nhanh kiểu. Ok ok. Rồi tạo cột à, rồi xong rồi. Tạo một cột trên đi con đun. Hết trên rừng. Nếu mà cái năm ấy thì kết quả là cô tên là hát chuyên rừng, nếu mà kết không... quả là n nếu tổng học sự tổng trẻ con là không kê okay. Thì mình quay lại đóng và lưu vậy và quay lại đấy là cái bảng nào ấy nhỉ, là customer thôi, customer lại có trẻ con á, customer có cái nào mà chuyên dần không vậy? Thì như cái bảng này như thế. Ủa. Đây này. Trừ chưa kêu. Tạo bảng mới. Tên là hát chuyên dần. Hát chuyên. Có. Nếu tổng tổng trẻ con. Ít. Ít tổng trẻ con. Không. Cái gì ít cái tổng trẻ con to tổ to tổ children bằng không thì kiểm sao thì hiện chữ n, nếu không thể hiện là ít đóng ngoặc vào enter cái câu có lại người ta viết đấy đó thì mẹ mà dính luôn được okay, chưa okay. Kinh chưa đấy giờ xong hai giờ đi câu ba connect tới ma vượt mắc kíp bằng file được chưa okay. Thì lại vào home data more và mày sẽ thấy một cục kết một vòng vàng đấy folder connect tìm những cái folder từ cái kia vào tài nguyên này đây mày tạo một cái folder như tên như thế được chưa ok 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 combine cháu lại cảm xúc cái gì bản này bản nào khác bản tao nhỉ ok bản này sợi sắt bản này bản bao nhiêu và nó thể hiện cái bản này đây chắc bản mới trong đề nó bắt gì xóa cái number school phải không nhỉ, xóa cái gì nhỉ, xóa cái đầu tiên này cái suộc name này xóa remove rồi đây rồi chuột phải tắt cái include report đi tắt ok lưu product đảm bảo hết thật cu là tech thật dạng visible number quay lại phát nào xem form data này nó bảo là hai cái này là tech và cái này là dạng số phẩy product đây hai cái này này à cái này là sai này. Cái này là gì nhỉ? Là tách đúng không? Cu là tách, là tách. Đổi thành tách. Rồi. Cái và cái code là disable.
đúng rồi, 1.2 này, được chưa? Xong một câu nữa. Sử dụng static tool, cái này thì vớ vẩn chơi nhé, tại vì tắt bật lên xong lại tắt đi có dùng đến đâu. Ok, tiếp cái này để quan tâm thay thế các giá trị trong cái cột gì, trong bảng nào nhỉ? Lao phát đây, mày sẽ thấy có những cái bấm nút, được chưa? Ok, mày ấn vào đây chọn cái replace value này. Ok, ấn vào nào. Cái giá trị thay giá trị luôn à, thay bằng cái thay luôn bằng không à. Ok, ôi mẹ kinh chuẩn, cái bên làm này làm như thế à. Yeah. Wow. Rồi. Đóng. Apply vào. Đó, apply vào cho phòng phim quên. Xong rồi, đến cái store. Đặt tên là store. Store được nhỉ? Đây. Store. Cái này thì đơn giản rồi. Cái này không quan tâm. ID và real ID là dạng số. Sao mày to này, ID dạng số này, hai cái này dạng số rồi, thôi hết rồi. Nó chỉ sửa trên này chứ nó không sửa tiếp vào cái file gốc. Mày lưu lại rồi nó vào luôn. Thêm một cột mới là full address được gồm bởi store city, store state và store country, dấu cách là dấu phẩy và dấu cách, được chưa? Ok. Một cái full address copy vào tổ, thành phố này, điện bang này, nước này, đâu nhỉ, cái này à, chưa cần vào cái add column. Đây mình quay lại mình làm y hệt vào đấy, add column. Rồi, mình thêm cái gì? Thêm cái thành phố à. Ở giữa nó có cái gì? Giữa nó có cái dấu phẩy. Phẩy và dấu cách, được chưa? Rồi. Xong mình thêm cái gì? Thêm cái bang. Cái bang này lại có dấu phẩy. Phẩy, phẩy này, cách. Lại và này. Rồi thêm cái country. Đặt tên là full address. Ok, có đấy. Được chưa? Rồi. Xong là lưu lại. Đọc tiếp về. À, thêm một cột mới tên là area code. Bằng cách check các từ ký tự trước dấu trừ. Ta để ta đéo nhớ là vài bản. Ta tạo một cái cột mới. Có một cách ở trong cái editor nhá, nhưng mà tao quên mất rồi. Tao tạo một cái bậc cột mới. Tên là cái mình cần mà đâu nhỉ? Area code. Đây cái cột ấy tên là gì? Area code. Và mày thấy là nó bảo là trước cái dấu cách của trước cái dấu gạch gạch này của cái store code này. Thì mày đếm ra số nó đều là ba số trong gạch đúng không? Thì mày dùng cái lệnh mất dạy test này. Lấy ở đâu là lấy cái store cái gì phone đúng không, đây store phone này, lấy ký tự ở phone, lấy bao nhiêu ký tự, được chưa? Cái phải enter đấy, tin chưa? Rồi ok, hiểu. Ok, xong là đến vùng miền lại kiểu này chắc lại phải đổi tên gì thôi. Đổi tên thành đâu nhỉ? Region. Đâu nhỉ? Rồi. Rồi thêm cái gì nhỉ? Thế đó. Calendar đâu nhỉ?
Bây giờ mình chẳng biết start đâu. Thì mày lại vào cái home này, mày lại vào cái trang form này. Đó là cái calendar nó cần cái gì? Nó cần một cái là start a week. Mày lại mày nhân đôi cái này lên. Ok. Đặt tên theo cái mình cần. Xong rồi chuột phải này, trang form này, week này, start a week này, thấy chưa? Ok. Ôi. Làm thêm cái mưa kế tiếp. Đó là name update. Tương tự. Chuột phải, transform. Đây. Name update. Hói. Ok. Tiền tao lười quá. Thì mấy cái sao chúng mày tự tìm à? Tiền tao muốn vứt cái đời đi quá. Ta là man. Phải transform. Man. Start of month. Name of month. Transform month. What? Bình tĩnh. Ơ. Ta bình tĩnh mà. Name month. Of month. Name of month cơ mà. Ơ. Được nên là nó quay mẹ. Yếu hiểu được gì? Đập click à? Đấy. Ô mất đúng mất. Chuột phải này, chân vôm này. Măn này. À được rồi. Tên một măn. Ok chưa? Chắc là cái gì? Rồi. Quarter of year. À, cái này tôi phải đổi tên này đã. Mày xin tao tắt cho mày. Mày nhìn tắt chán. Tao mày tao cái tạo tôi nó tự nhảy bảng mới luôn cơ. Cái gì cần tao không phải nữa. Phải tự tạo bằng tay. Tao cứ ấn nó lại. Ơ. Không có qua tờ hợp gì đâu. Ờ, qua tờ hợp gì đâu ra. Ừ, vẫn là cái qua tờ nhưng mà bấm vào đấy nó hiện ra qua tờ hợp gì. À, ok. Thế đéo phải ở trong gì mà ở trong qua tờ. Ok nhá. Ok. À, lưu lại này. Bao giờ mới đến phần của tao. Nghe có cái bảng đi tôn này sao không thấy sửa nhỉ? À đây đây đây. Tối vãi trưởng. Dũng ơi Dũng, gửi là mày làm xong chưa, gửi tao luôn cái bảo bi đi tao xem cái mưu rùa đi. Trời nhảy. Từ từ tao đang bận mày. Từ từ à, rồi ai cũng đến lượt. Mình tính. Tại vì từ cái phần này đến phần của tao còn xa lắm. Ừ, sắp đến phần đến rồi. Sắp đến rồi, cứ bình tĩnh. Đây, cái đoạn này qua rồi. Nó chỉ trong cái chớp mắt thôi. Cái đoạn này xong rồi nhá. Uh-huh. Xong rồi. Mà report này là cái đích này. Là lưu file quên, nếu để không quan tâm. Đấy, đoạn giờ các bạn kéo này. Alo à? Dạ vâng ạ. Em đang học anh ạ. Đi cứ ngồi đi, đợi tí là em xong rồi em ra chứ giờ đang học dở giờ của ông được. Dạ. Đâu đang học thề luôn, đang học thật. Vâng, mọi người cứ ngồi trước đi, tí đợi em kéo ra. Vâng. Cái nào trùng nhau thì mày kéo vào thế thôi. Product. Product ID. Mẹ tao làm nó tự nối với nhau rồi, đéo cần phải kéo đúng không? Dạ, chị đấy. Ừ, ấn chuột phải xem nào, ấn chuột phải vào một cái bảng nào đi. Có cái gì tao quên hết rồi. Tao thấy có chữ auto codec cái lồn đấy, tao bấm cái nó tự nối mẹ luôn. Tờ to đấy, data,
Sớm to à, đây hả? Okay. Có một cái hai cái mà cái Jason Dead đến store này. Tao lời kéo quá mày. Cái customer của tao nó đéo tự nối. Anh em làm mưu rùa, anh em làm mưu rùa chưa? À có cái à? Tao đấm cho mày phát giờ thế này hả? Tôi đi. Còn màn hình đủ đéo ấy nhỉ. Rồi đi giúp cướp thật. Customer product. Ok, con chưa như thế đã nhé. Rồi như này nói xong rồi. Ok. Không, cái đấy... Rồi cái đoạn này coi như xong. Phát 3 luôn. Phát 2 chứ. Cái này mình có full address chưa ấy nhỉ? Ờ mày không làm phát 2 à? Phát 2 làm được. Phát 2 đấy, là cái kéo kéo đấy. Phát 2 là cái nối đấy á. Vãi lột tao click auto nối xong mẹ phát 2. Cho cái product price sang dạng tiền. Quên bố nó rồi. Tìm cái product price thôi. Product này. Price đâu nhỉ? Tiền này được chưa? Được chưa? Đó. Tiền này. Đó. Có cái gì đã? Code và discount price. Đâu? Cho thấy cái discount price nào đâu? Discount price. Cho thấy mày ạ. Tôi coi như không có nhá. Discount price hình như discount price lúc này là phải tạo mày bỏ qua mẹ đấy. Discount price lúc nãy là phải tạo từ cái đéo gì ấy. 19% ok. Đấy đúng 90% của ok. New column. Tạo cái gì? Tạo cái discount price này bằng 90% của cái rental price đúng không? Đâu nhớ cái gì price. Đây. Phần trăm bằng nhân 90 chia 100. Đó, xong cho sang dạng tiền. Làm tròn nó xuống 2. Ok chưa? Rồi. Rồi, giờ cái này đấy vừa bảo cái gì nhỉ? Rồi cho sang dạng tiền rồi. Trong bảng customer city là city customer đấy tương tự với tất cả những cái thế city ấn vào đây chọn vào cái data này chọn sang city chưa address thì cho sang address đúng đây đấy tương tự như thế. Trong đề là bắt làm cái gì mình làm theo lốt đi thế, được chưa? Ok. Được, hết rồi. Phần 2 được nào, mạng làm. Xong phần 2 rồi đấy, giờ đến phần 3 này. Ảo đấy nhỉ? Tính biên rùa vẽ rồi đấy. À, tính đi rùa ta đây. Bây giờ nhá, nó bảo là thêm cột weekend trong calendar. Đây vào trong này thì đây nó bảo là nếu cái nào là cuối tuần ấy đây là nếu nó là Sunday hoặc Saturday thì mày nghĩ đến cái trường hợp gì, mày biết dùng cái lệnh gì không? Keep rồi mày thêm có luôn tên là cái gì nhỉ? Weekend if cái gì cái giá cái name ở đây if name of từ kia name ở đây bằng
mà bằng cái gì? Bằng Saturday với Sunday. Bằng Sunday chứ anh, tôi viết cho nó ngắn. O đúng không? Nó cần đến cái có cái và đúng không? Và chứ. Và thì phải có chữ O đằng trước nữa. O bỏ ngoặc. Copy lại cái đoạn này. Tôi phải trong nhau hoặc O nhá. Tab. Rồi đây. À. Nếu calendar cái tên ấy, tên của ngày mà bằng Sunday hoặc nó bằng đây. Saturday. Thì cho là yết lại là đâu đóng ngoặc vào được chưa? Hình như mày bị ngược đề sao? Đúng mà, sao thế? Đúng mà, đọc lại đề coi. Nếu nó là cuối tuần thì cho là yết là đâu, thế không có cái lệnh như kiểu này cả. Thêm ép vào đây. Thế mày còn đâu? Ờ, đúng rồi. Thế có gì đây? Sunday. Sunday đúng rồi, Saturday cũng đúng rồi. Tiểu dấu hai ấy kìa, hai ấy ở sau chữ nào ấy. Thêm một cái sượt nữa sau chữ nào ấy. Đấy. Ok nhá. Ok. Đấy, mẹ là cái đứa rất mất dạy. Thầy giáo như cái đầu buổi. Mắt nó lag rồi, màn hình của tao bé tí luôn. Cái nhất thằng lâu. Ok. Giờ đến em các bạn thêm một cột em đập măn trả về kết quả là ngày cuối cùng của tháng thì cái gì vậy em đập măn bây giờ sau là Tết ngày cuối cùng của tháng. Đơn giản thế á? Thế mày nghĩ cái trò gì đó? Tao nghĩ nó cũng đến thế thôi. Được chưa? Sao lại có cả giờ giấc gì đấy? Mẹ ê, nó sao lại trông giống như nhau mày? Ừ, thế này cùng một tháng mày em. Đây là cùng. Thế cái ngày, thế cái tháng 7. Tháng 7 này thì ngày ngày cuối của nó chả 31 à? Ờ. Love it, hết 40 phút rồi, chào anh em nhá. À. Được chưa? Được hai cái rồi, được chưa? Rồi được hai cái rồi, tắt meeting đi vào đấy lại một lần nữa. Vẫn tiếp kìa. Ok, vẫn cố được một lúc mà. Vẫn cố được. Cái đấy có đoạn dưới này ta không làm được đâu, yên tâm. Còn đang quay tiếp đấy. Rồi đến cơ đơn S. Ở hiện tại được chưa? Mấy cái này đang đến phần mưu rùa nữa đâu. Đến phần cơ đơn S là có cái customer. Nghe là mình sẽ tính cái tuổi hiện tại của thằng này, được chưa? Uh-huh. Mình sẽ new column. Lấy 2021 trừ đi 5. 2021 thì là ngày hôm nay đúng không? Là year của ngày hôm nay. Đây. Year today. Trừ đi cái gì? Trừ đi year. Cái year của thằng customer mà vừa mình tự tạo ra ấy, hiểu không? Trừ đi cái year. Ờ, cái year mình vừa mới ra, hiểu không? Rồi. Ấn có một thằng 106 tuổi. Đấy. 106 thôi. Thấy chưa? Đấy. Không, thế cũng được á. Ừ. Không, nhiều thằng sống dài lắm biết đâu được. Nhiều thằng nó chết rồi nhưng vẫn tính tuổi hiện tại hay ok. Chết rồi. Nó chết rồi. Thêm một bảng priori. Cái thằng này nó có sở hữu nhà, cái cột home ăn. Có thẻ là vàng, quân được không? Chưa. Tạo một cái column mới. Lại hàm ý bạn. Ờ. Đấy. Ít. Thế là có hai cái, đúng không? Vừa sở hữu nhà lại còn vừa có thẻ vàng. Thấy chưa? Vừa có thẻ vàng có nghĩa là mình phải tip hai lần, đúng không? Ờ. Ít có hai cái điều kiện thì mình dùng em cái gì? Cái có nhà là cái gì nhỉ? Home owner. Có nhà hay không? Bằng y bằng yết đóng ngoặc phải và cái gì và cái golden là cái gì nhỉ? À đây member card. Member card. Member bằng gold đen.
Đấy. Nếu mà có cả đồ thì chết. Còn lại là đâu? 2 tỷ. Được chưa? Dễ vãi nồi đúng không? Khá là dễ đấy. Được chưa? Rồi đấy cái gì? Cái horse number lấy ra tất cả ký tự trước dấu cách. À đâu? Là cái 3 ký tốt hơn chính xác. 3 ký tự đầu tiên thì mình tao vừa nói mày một lần rồi đấy. Xe được lộn mình tớ kìa. Cứ lấy ký tự là chúng mày lấy hàm lép chưa? Ok. Cái lấy từ bên trái sang. Lấy ba ký tự đầu tiên đúng không? Lấy ở đâu? Lấy ở đâu nhỉ? Lấy ba ký tự là trong customer con chi. Con chi á? Có cái cột nào như thế đâu? Nên đâu cái cột có địa chỉ ở đâu nhỉ? Ở đây customer address này. Ở đâu nhỉ? Cột nào? Đây, đề đã bảo là lấy ba ký tự đầu tiên theo customer country. À country cơ mà đúng không? Có một cái cột country đúng không? Đó. Customer city, customer. Thế này mình lại tạo vô à? Đấy, customer kanji kìa. Đâu ở đâu? Ở trong customer ấy. Ở bên dưới. Đấy, bên dưới cái mà cái có cái hình... Bên dưới cái hình cái mà có cái hình địa cầu ấy. 1, 2, 3, 4... Đấy, ngay dưới chuột mày luôn. Trên. Đấy. À. Sao lại sốt can chi? Cái hàm tên mới mà. Đây. À ừ. Tại vì lúc đầu tôi nhìn ba cái phần tử rồi thì nói em béo gì nhau ta ấn vào đây. Thì đây lại có Mexico, Canada đúng không? Ừ. Thì ta lại phải vào sửa lại. Lấy ba phần tử đầu tiên từ cái customer can chi. Lấy bao nhiêu? Lấy ba cái tự. Ờ. Đây mới là lấy ba ký tự thôi. Nhưng mà nó yêu cầu mình qua. Đây là có cái trường hợp can can này thấy chưa? Uh-huh. Mày muốn viết hoa. Được, xong mày bôi đen cái đoạn này lại. Enter. Đấy, thấy can can viết chưa? Ok. Ok. Xong rồi đến cái nhà ngựa này. À, nhà số nhà này. Là lấy tất cả ký tự trước dấu cách. Được chưa? Rồi. Thì mày nghĩ nó phải nên before dấu cách. Vô con cặc như vậy. Bây giờ mày tìm ra cái vị trí mà có dấu cách là số bao nhiêu được. Thì có cái hàm là search. Phải tìm ra cái vị trí của cái dấu cách ý, nó là vị là cái số thứ tự bao nhiêu. À ok. Đây ví dụ cái này này, 1, 2, 3 này, cái dấu cách là số 4, nghĩa là mày lấy 3 cái ký tự được chưa? Ok. Thì sẽ mày sẽ lấy cột này là cột kéo gì nhỉ? Customer address. Từ nó đang đưa. Lấy từ đâu? Lấy customer address. Cái này nó không hiện hướng dẫn vậy. Thì nó phải hiện hướng dẫn tao mới nhớ chứ. Thì cực vệ ạ. Nó đéo hướng dẫn rồi. Nó đéo hiện cho tao luôn. Thế làm sao mà tao nhớ cú pháp. Before Spa kia. Thế ngờ mày, chúng tôi không ngờ tới. Thế thì mày là chưa làm đến đoạn này à? Cái dấu cách. Được chưa? Tất đạt rồi cứ ra vào bảng.
đây rồi. Đây cái mày nhìn cái bọn mày nhìn cái bảng này nhá, cái search này tìm cái gì, tìm dấu cách này ở đâu này, ở cái tìm dấu cách ở trong cái customer address này gì hả? Rồi mà address cái này này, nghĩa nó bảo là lấy tất cả cái số đầu tiên này được chưa? Cái hàng này thì ta sẽ tìm cái dấu cách ở đâu ra. Đây cái đoạn này này, thấy dấu cách chưa? 40 cách LIST này, 207 cách ba que này, thấy chưa? Nó sẽ lấy 40 và 27 đúng không? Nó sẽ tìm cái dấu cách này. Trong cái cột tầm address này. Ok. Và nhìn thấy chữ start position, position đúng không? Thế là bắt đầu từ đâu? Mình cho bắt đầu từ đầu ấy, mình chả đi gì cả, thế hay không phải không? Tức là bắt đầu từ đầu đúng không? Bắt đầu từ đầu và để đến đến điểm cuối, cái độ dài của cái bút tầm đó, ví dụ cái thằng này có độ dài là mấy mấy gì đếm hết qua những ký tự được chưa? Cái bây giờ thì là sao? Đến đấy là đến gì? Cần chỉ cái kéo gì mày bắt cần vào xịt men nó vào bèo họa tàu từ máy rồi chán đi. Đây đây là cái cột gì nhỉ? Đây tên là gì nhỉ? Dạ. House number, số nhà. Đó. Cái lệnh này tôi ra cái số này. Đây chính là cái vị trí của cái dấu cách. Đấy là cái vị trí của dấu cách, còn lấy những cái là chức dấu cách cơ mà. Thì bây giờ mày phải tìm vị trí cái dấu cách ở đâu đấy chưa? Ok. Xong mày lại dùng cái hàm lép thần thoại đấy chưa? Bây giờ mày lấy từ nào? Từ tốn customer. Từng cân chi, đấy chưa? Lấy bao nhiêu ký tự, lấy bằng đấy dấu cách ký tự. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Ok ok. Đâu vậy? Sao lại ra USA rồi? Tao như tao lấy nhầm chỗ hay sao? Lấy customer address cơ. Customer address. Đây, customer address nhá, nhầm. Đó, thế số nhà chưa? Rồi, hiểu. Kỳ vãi luôn. Được đấy. Quả này hay đấy. Rồi. Mấy cái code này giờ dễ học hơn đấy. Code này giờ dễ hơn, dễ cộng cộng là cái chặt. Trong bảng product thêm cột là price product. Lại tìm trong bảng product thôi. Nó bảo cái gì? Nếu kết quả cái giá này nó lớn hơn 3 thì là 2. Còn ở lớn hơn một và nhỏ hơn 3 thì nó là mid, thấy chưa? Thì mình dùng cái hàm gì? If. If. If cái gì? If. Nếu retro price lớn hơn 3. Retro price, retro price đâu? Đây, retro price. Retro price mà lớn hơn 3 thì nó là gì? 2 thì nó là 2. Còn lại còn cái trường hợp mà nó lớn hơn 1. Còn lại cái trường hợp lớn hơn 1 và cái trường hợp còn lại nữa, được chưa? Nên là lớn hơn 1 bằng 1 đấy. Thì mình lại có hai cái trường hợp trong đấy nữa, được chưa? Mình lại phải có một cái if nữa. If trong if. If là cái lại cái retro price là lớn hơn 1. Lớn 1. Nó đã nhỏ hơn 3 rồi thì trường hợp này nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn giữa chưa? Thì nó là mid. Mà còn nó còn kéo ở trong cái trường hợp nào lúc này? Tức là sao? Tức là cái trường hợp nếu còn gì để nói rồi đấy. Là nào?
Bây giờ tại sao toàn này mẹ nó phát vaccine xin, tại vì cái này ở ngoài đối mặt mẹ rồi, được chưa? Ok em tư hiểu ôi thôi chào các em nhé. Trong bảng rồi có cái gì nhỉ? Trong bảng store thêm là Yersin model tính số năm giữa năm hiện tại và ngày last model date trong bảng store luôn. Phải vào store new new column nào cái điều thêm cột là Yersin. Bằng cái gì? Bằng cái tính số 5 cái năm hiện tại lát model date thôi. Thế này lấy cái năm hiện tại trừ đi cái món lát model date được chưa? Thì ở đấy kia kia của today ngày năm của hiện tại trừ đi em của quá khứ là lát model date chấm ía xong 10 điểm này xong nhá. Ok tôi cần report vip tính chưa cái đoạn này đoạn kéo kéo vớ vẩn. Bây giờ bắt đầu đến đoạn me rùa này, me rùa thì hơi vãi cứt chạy chạy cái đéo rồi. Nó bảo tổng số giao dịch cái này hơi hơi láo, làm cái này trước đây, làm cái tổng số giao dịch về trước này đây, ta làm rồi đây. Nó bảo làm nghe rùa thì làm nghe rùa, cái nghe rùa tên là gì, tổng tổng cái chan này này, cái là mày đếm xem cái chan data này có bao nhiêu dòng. Mày đếm bao nhiêu dòng thì mày cao, tiếng Anh đếm là cao, đếm cái gì, đếm dòng râu ơ bảng nào bảng chan data sao. Giờ mày muốn biết nó như thế nào ấy, mày sang bên này mày muốn nó hiển thị nó là cái số đúng không? Ừ. Thì mày kéo cái số ra, mày dùng cái 123 này cả cái này xong ném nó vào xong mày ném nó vào 270k. Ok. 269 được chưa? Ok. Cái này tương tự đếm tổng tổng cái bảng return đâu nhỉ? Đây bảng return đây. Thêm cái me rùa. Tổng return. Bạn nhìn lại đếm dòng thôi. Cao râu return 2 tỷ return data return 087 được chưa? Rồi ok thôi nhá, kết thúc ở đây nhá, đoạn dưới chưa làm. Đây tao làm đi. Nhưng đến cái đoạn này tao bắt đầu tao thấy sầm lồn quá nên tao đéo làm nữa. Ok nhá. Nhưng là dưới này cũng giống bên kia đúng không? Dưới này nó vẫn cứ tức. Cái này phải mặt mặt thế. Bạn lại bảo thôi không làm nữa thì mẹ ngồi từ lấy ra. Đây, đợi ngày mai tại vì tao bỏ lại. Tao bỏ 3, 4 nghìn nữa. Các bạn ơi, lốt đi, lốt mấy cái Toto đi. Mấy cái Wicked trên xe. Đợi mãi rồi, mình dùng bảo thôi, đéo làm. Tân rết nhá. Tân lười thì chớ mẹ. Lười gì, cố lên bạn ơi. Mình mời bạn, ừ. Bạn lên đây mình mời bạn kết bia. Mình giáo thích uống bia. Chỉ tính tỷ lệ bia tiền nhá. Hàng trả lại so với hàng bán. Tỷ lệ hàng so với hàng bán. Thì có nghĩa là
cái hàng bán này, cái tổng bán, tổng trả chia cho tổng bán nhân 100%, được chưa? Bằng total trả chia cho total bán. Total nhân 100%. Đấy là cách tính phần trăm nguyên thủy. Đâu nhỉ? Còn cho nó có hàm khác thì cái mẹ ăn cướp được phần trăm cơ mà. Không phải 99 cơ mà. Khỏe lắm, bắt cần con xịt men. Đúng không ạ? À tổng bán cơ mà, mình đã có cái cổng tổng bán, tổng bán đâu. Thì thế mới tổng bán nào. Tính tổng thôi mà. À mình đã tính cái tổng bán đéo đâu. À, mày bỏ qua nhiều quá. Hai cái tổng kia chưa tính gì cả đúng không ạ? Ô đồ, đồ sâu đấy, đây quên mất hai cái đầu, sorry anh em. Cái này trong Ribbon Mesor là nó chỉ tại Mesor tên là quantity sale, quantity turn, tính tổng sản lượng đã bán, sản lượng đã bán, tổng đã bán. Đâu cái Mesor của ta đâu rồi? Total sale bằng sum. Sum cái gì nhỉ? Cái so cái quality gì? Quality đúng không? Ta thử kéo cái quality vào xem nào. 8289 đúng không? Bây giờ ta tính cái này tương tự nhá, cái này tương tự đéo nói làm gì được chưa? Ừ, rồi. Rồi đến cái return rate. Cái return rate bằng cái này chia cho tổng bán. Cái sâu, cái quality sâu cho 100%. Ta kéo cái này vào trong cái bảng cặc này. Không cần bao xịt xong mỗi lần ra một cái mới vậy. Không, đéo phải, cái này thì đéo phải rồi. Hình như mày mới tính cái bán là mày. Tao nhầm ở đâu rồi sao? Cái tổng trả này tính nhầm chứ này. Cái trả nữa. Tao thiếu một cái đoạn nào. Mày mới tính cái tổng bán thôi, mày đã tính cái tổng trả đâu. Tao còn nghĩ là nó có sẵn trong này rồi cơ. Non. Mày chưa tính cái tổng trả mà. Quality return chưa có. Nhầm. Cái mà mày bảo làm tương tự ý. đúng là cái đấy nó làm tương tự thật, nhưng mà đéo có cái đấy thì đéo tính được. Đấy nó làm tương tự xong mà mày thay cái đấy bằng cái này nhá. Cái ok nhá. Bây giờ mày muốn cái kia thì mày phải làm thêm cái đấy nữa. Ok, xong bây giờ đến cả cái nó làm hết nó mới ra được. Đó. Rồi, ok, nghĩa là có 5 bước thì nó bỏ mất. À có 4 bước nó bỏ mất 1 bước. Đấy, tại chúng mày làm tao áp lực, áp lực cuộc sống. Thầy giáo như cái đầu buổi. Thì mẹ thầy giáo lồn này nếu có lương. Mẹ lên mời kết bia muốn gì. Yeah. À, trả bia nhá, để tao trả cho ít đồ nhắm. Chỉ bia? Anh em uống được bao nhiêu bia để uống? Trời ơi. Đây. Thế thì chết, giờ mẹ uống mẹ một bom mẹ rồi. Đây này, return rate là 0.99 kia đúng vậy kìa. Quality ratio, nghĩa là cái này là vẫn mày vẫn tính tổng thôi, đúng chưa? Đến cái total return. Cái gì nhỉ? Cái gì return nhỉ? Là return rate. Đây, đúng tao bảo chưa? tổng trả chia cho tổng bán nhân 100, được chưa? Ok. Rồi. 99. Rồi đến cái quicken transaction, nghĩa là tính số giao dịch của quicken tuần. Thì mày sẽ phải kiểm tra là cái nào ấy, nó là
tuần, cuối tuần là thứ bảy với chủ nhật đúng không? Là à đúng rồi, cái thứ bảy chủ nhật giết lâu lúc nãy tạo đúng không? Ôi, nó có một cái giết lâu đấy. Nhưng mà tao làm tao đỡ bị giả đây là tao làm cái cao siêu hơn một tí. Tao kẹo nó đây này. Phải cả lên đi. Được chưa? À mày ghi đáng lẽ. Đó là if if định mẹ, if là y thì lấy bằng không không, cái đấy không không tính được. Mày mày sẽ nếu mà như thế mày sẽ xóa xóa cái dòng này đi. Và mày thay sẽ là filter calendar weekend bằng yết là xong chứ không phải thế này nữa, được chưa? Xong thì ấn một cái nó sẽ ra một cái thước thừa nó là ca, được chưa? Ok. Đấy, 76 vậy. Chưa? Phần trăm giao dịch, phần trăm weekend, phần trăm đâu? Thế mà nó kêu nó chưa làm thì mẹ làm xong mẹ hết rồi. Phần trăm đâu mấy cuối tao bỏ rồi mà đây bằng cái weekend vào đấy được chưa? Ừ. Chia cho tổng cái số bán chưa? Rồi đẹp thế nhỉ, là nó sẽ là cái phần trăm của cái ngày cuối tuần và tất cả các ngày được chưa? 28,71 28,4 đấy, cái này rất là thần kỳ đấy. Được chưa? Xong bây giờ là all transaction và all return tính tổng các giao dịch. Tính tổng giao dịch all return. Tính tổng các giao dịch và tính tổng trả lại. Cái này để cao thôi. Cái này chắc cũng không cần dạy đâu. Lấy vô bạn. Ờ hết rồi. Thế thôi, tao chỉ làm mấy cái khó bên dưới các bạn. Nghĩa là nếu mà không còn mấy cái đấy mày tính mấy cái dưới nữa ấy. Nhớ cái đấy. Xong rồi lại phải cần để tính doanh thu à, doanh thu phải nhờ đến cái đấy. Thế tao nói tính luôn thì lấy đâu rồi đấy. Này tao chưa biết làm anh em. Thiếu ai xem nha. Lát rồi đấy ông. Hết phim chưa? Hả? Đấy, đến đoạn này tao chưa biết làm, được chưa? Chúng ta kết thúc tại đây. Ok. Muộn rồi, tao xuống chuồn đấy. Nó tính rồi.